một người phụ nữ khôn ngoan là một người phụ nữ làm sao cho chồng mình đưa hết tiền về cho mình, nhưng khi chồng mình cần thì mình phải có số tiền đó để phụ chồng mình làm kinh tế, chứ không phải chồng mình đưa hết cho mình cái khi mà hỏi ra hết rồi anh, là cái người phụ nữ đó là người phụ nữ mất nết. Thì mẹ Hương dạy như vậy, cho nên Hương luôn áp dụng điều đó. Bản thân mình kiếm tiền, chồng mình đưa tiền mình về, mình phải xài số tiền đó làm sao đúng và tốt cho sức khỏe, chứ không phải mình xài tặng tiện, mình mua đồ bậy bạ về, mình giảm cân hay là mình sức lên mặt mình những cái gì nó rất là ghê, để rồi mình chịu cái hậu quả đó rồi tốn tiền, hoặc là mình cứ đổ vào những cái việc rất là hoang đường, để rồi khi chồng mình quay lại mình nói em hết tiền rồi thì không được. Cho nên cái cách xoa dịu nỗi đau nhất của người phụ nữ đó là xài tiền hợp lý, dùng tiền đó chăm sóc bản thân mình đẹp hơn, để chồng mình cảm thấy rằng người phụ nữ anh ấy đã muốn cưới bây giờ vẫn xứng đáng để anh ấy cưới và yêu thương, người mẹ của con anh ấy vẫn còn rất là quyến rũ.